Xin chào các bạn. Cửa hàng của chúng tớ chỉ có đồ ngon nhất thế giới thôi. Mời các bạn chọn nhé. Oh wow, nhìn xem bao nhiêu Kinder này. Nhưng mà cái đằng sau mới là cái hay nhất này. Bởi vì là đằng sau có một cái này chúng ta cần phải mở. Cái này như có phép thuật hay sao ấy. Wow, nó đẹp thật đấy. Nào, chúng ta hãy thử xem nó vị như thế nào nhé. Ui, ngon thật đấy. Oh wow, trời à, nó có phép thuật thật này. Ừ, chúng ta có quần áo tuyệt vời quá. Còn bên trong có gì? Ôi không à, có một sự hiểu lầm ở đây mất rồi. Ôi, ở đây thật là tuyệt vời. Cho tớ mở trước được không? Oh wow, trời ạ, ở đây tớ có một cái bệ xí màu hồng. Và ở đây cũng có một cái Chupa Chups màu hồng luôn. Và nó thực sự rất là ngon. Nhưng mà hình như là bên trong còn có cái gì đó. Để xem bên trong có gì nhá. Oh wow, trời ạ, cái này hay quá. Mùi rất thơm. Ôi không, trời ơi, cậu làm gì vậy? Ôi, bây giờ thì nó cũng bay hết vào người tớ rồi. Xin lỗi nha, tớ không cố ý mà. Ôi, nhưng mà nó chua chua nhưng rất là ngon ý. Cậu thử đi. Ừ, ok, tớ sẽ thử. Bây giờ tớ sẽ nhúng Chupa Chups vào và thử nhá. Oh wow, trời à, cái này thực sự rất là ngon luôn ý. Tuyệt quá. Bây giờ thì đã đến lúc xem cậu có cái gì nhá. Ôi, mong là đồ ngon. Ôi vâng, trời ạ, đây là Hubba Bubba yêu thích nhất của tớ rồi. Tuyệt. Bây giờ thì tớ sẽ thử nó. Nhưng mà đầu tiên tớ cần phải bỏ nó ra. Kẹo cao su sao? Thôi kệ, cậu hãy nhìn xem nó dài như thế nào. Nào, bây giờ thì đã đến lúc phải ăn thử rồi. Ôi, cái này trông ghê thật đấy. Ôi, tại sao lại cậu có thể ăn được hết nhờ? Ôi, cái này là cái gì nữa đấy? Ôi, tớ cũng không thể nào mà tin được, tớ sắp ăn xong rồi. Ôi, còn cái này là cái gì nữa đấy? Ôi, trời ạ, ghê quá đi mất. Ôi, tại sao lại cậu không bảo tớ? Trời ạ, tớ đã nhai cả cái này lâu lắm rồi, tởm quá đi mất. Ai, trời ạ, tại sao lại như thế chứ? Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, tớ không cố ý đâu. Ôi, cái này thực sự rất là ghê. Ôi, nhưng mà buồn cười thật đấy. Ừ, công nhận. Nào, bây giờ cậu mở đi. Oh wow, trời ạ, đồ ngon rồi. Ôi, cả một cái cốc Fanta. Và lại còn có ống hút rất là hay nữa chứ. Bây giờ thì tớ sẽ thử. Ê, đau đi nhá. Ôi, tớ không cố tình đâu mà, xin lỗi nhá. Nhưng mà tớ muốn làm cái này này. Tớ muốn uống hết nó luôn. Ôi trời ạ, tớ đang bắt đầu thấy cái vị của nó rất là hay rồi đây. Ôi, có lẽ cô sẽ chia sẻ với tớ. Ôi, tham thế nhở. Để xem tớ có gì. Trời ạ, đây là một cái marshmallow bé xíu sao? Trời ơi, tớ không may mắn rồi. Ha, trời ạ, nhìn nó thôi đã thấy bé lắm rồi. Thôi được rồi, để xem cậu như thế nào nhá. Nếu mà tớ cắt hết cả cái này đi và uống hết cả Fanta của cậu. Ê, Fanta đâu rồi? Tại sao tớ lại... Ê, trời ạ, cậu làm gì vậy? Ôi, thế là cậu uống hết rồi. Bây giờ ăn cái mini marshmallow của cậu đi. Thôi được rồi, nhưng mà trước đó thì tớ muốn nướng nó lên. Bây giờ thì tớ sẽ dùng cái bếp nhỏ nhỏ này của tớ này để làm nó nhá. Đấy, bây giờ thì tớ sẽ làm được món rất là ngon đây. Nào, hình như là nó sẵn sàng rồi. Bây giờ cần phải mở nó ra thôi. Và để xem tớ sẽ có món gì. Ôi trời ạ, cái này rất là tuyệt vời luôn ý. Cái này ngon thực sự luôn. Thật là buồn khi tớ chỉ ăn được một nửa. Nhưng mà thôi không sao, tớ vẫn may mắn. Ôi, Nico, nhìn kìa có gì bay. Còn bây giờ tớ sẽ xem nhá. Ôi trời ạ, lần này tớ không may mắn thực rồi. Tớ có một miếng thịt như thế này sao? Trời ạ, tớ phải nói rằng là tớ chưa bao giờ ăn thịt sống. Ôi, cái này không cắn được. Trời ạ, không thể nào mà làm được. Nico, giúp tớ đi mà. Thôi được rồi, để thử nhá. Nào, xé ra đi nào. Trời ơi. Ai. Ôi, tớ ngã. Tớ cũng thế. Ôi, trời ạ, sợ quá. Ôi không. Ôi, không làm được cả. Cái này lại còn bay ngay thẳng vào mặt tớ.
Thật là buồn. Thôi được rồi Nico, xem cậu có món gì đi. Ồ, còn tớ thì có tận 3 cái donut này, với cả kem rất là ngon ở trên. Ừ đúng rồi, và nó cũng rất là ngon. Ê này nhớ, cái đấy là của tớ. Và cả cái bánh này cũng thế. Thôi được rồi, nào bây giờ đến lúc phải thử rồi. Trời ạ, ngon thật đấy. Ui, ước gì mình được một miếng. Có lẽ... Này, bỏ tay ra. À, không muốn chia sẻ chứ gì. Vậy thì đến lúc phải dạy cho cậu bài học rồi. Ai? Ê, cậu làm cái gì vậy? Trời ạ, bây giờ thì mặt tớ đầy kem rồi. Trời ơi, trông cậu buồn cười thật đấy. Này nhá, cậu chỉ ghen tị với tớ thôi. Nhìn đi. Nào, bây giờ thì mở cùng nhau nhá. Và... Ôi trời ạ, chanh sao? Ôi, tại sao nó lại không màu hồng? Còn tớ thì có một cái đài phun sô-cô-la màu hồng rất đẹp. Và cậu có thể bắt đầu trước. Để có thể bỏ hết cái này đi. Không, nó không màu hồng. Vì vậy thì tớ sẽ không ăn nó. Nhưng mà đầu tiên cần phải mở bên trong ra xem như nào chứ. Ôi, không thể nào mà tin được. Tớ cứ nghĩ là tớ không phải ăn chúng. Ôi, chua quá, trời ơi. Thôi được rồi, tớ cũng sẽ phải làm nó thật là nhanh để bỏ chúng đi thôi. À, trời ạ, méo hết cả mặt rồi. Bây giờ còn lại một ít nữa thôi, tớ có thể làm được mà. Ôi, không thể nào mà tin được, tớ đã ăn được nó rồi. Nào, Sarah cố lên, cậu có thể làm được mà. Ôi, không thể nào mà chịu được, tớ chưa bao giờ ăn thứ nào chua như vậy. Ôi, tớ thấy tệ quá. Nhưng mà còn một cái cuối cùng thôi. Ui. Ôi trời ạ, cậu nên nhìn thấy mặt của mình. Ôi, buồn cười quá. Tôi được rồi, trong khi cậu ăn chanh nhá, tớ sẽ ăn thử cái sô-cô-la đẹp tuyệt vời của tớ này. Trời ạ, đẹp quá. Màu rất là đẹp. Trời ạ, tớ sẽ sẵn sàng ăn nó cả ngày luôn. À, tớ nghĩ ra cái này rồi. Để có thể ăn dễ dàng hơn, tớ cần một cái muôi rất là tuyệt vời. Và càng to thì càng tốt. Ôi vâng. Trời ạ, bây giờ thì tớ có thể ăn thực sự đây này. Ê, cho tớ xin một miếng đi mà. Xin đấy, một ít thôi. Không, cậu vẫn còn một quả chanh mà. Vậy chứ gì. Vậy thì đến lúc tớ phải làm cái này rồi. Xin lỗi nhá, tớ sẽ phải chọc cậu thôi. Bởi vì là tớ muốn nhúng cậu vào sô-cô-la. Sẵn sàng rồi. Trời ạ, ngon quá. Wow, trời ạ, tuyệt vời quá. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Bây giờ tớ sẽ rắc rất là nhiều topping đẹp ở trên này nữa. Và tớ sẽ cho cậu Nicole nhá. Nicole, như này nhá, cậu cho tớ cái kia. Tớ sẽ cho cậu ăn kick pops. Ê, nhưng mà nghe cũng hay đi chứ. Thôi được rồi, không thì tớ cũng mệt ăn sô-cô-la rồi. Ôi, tuyệt vời quá, thế mà cũng lừa được. Thử nào. Trời ơi, đây là chanh mà. Eo ơi, ghê quá. À, cậu thích chơi như vậy gì? Thôi không được đâu, tớ sẽ không ăn cái này đâu. Cậu làm gì vậy? Trời ạ, bây giờ nó sẽ nổ mất. Cứu. Ôi không, trời ạ, bây giờ người tớ đầy sô-cô-la. Ôi thật là tuyệt vời khi tớ có cái ô này. Ôi nhưng mà tớ cũng không phải là bẩn hết. Ôi buồn cười thật. Nào, bây giờ cậu mở trước đi nhá. Ừ ok. Ôi con gấu này rất là to và lại còn kẹo dẻo nữa. Ôi nhưng mà nó cứng quá. Nào không sao, tớ vẫn có thể ăn được cậu thôi. Nào nhanh lên. Nào, bây giờ thì tớ sẽ cầm một cái cưa. Và với sự trợ giúp của nó, tớ có thể cắt thành rất là nhiều miếng ngon luôn ý. Ôi, thật là tuyệt vời. Ôi, thế còn tớ thì sao? Cậu sao? Thử sao? Tất nhiên là không rồi. Ôi, trời ạ, còn tớ thì có mì này. Tớ cũng đang đói lắm đấy. Bây giờ đã đến lúc phải ăn thử nó rồi. Nào, bây giờ thử nhá. Ôi, ngon chứ gì. Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng mà, tự nhiên nóng quá. Ôi, thế sao lại nhiều ớt thế này? Ôi không, trời ạ, sợ quá. Ôi, tôi không muốn ăn đâu. Nóng quá, cay quá. Ôi, dừng lại. Ôi, cần phải làm gì đó. À, đây rồi, có cái bình cứu hỏa. Nào, cố lên, làm việc đi. Ôi, được rồi,
là được rồi ấy. Ôi trời ạ, à, được rồi. Nhưng mà bây giờ á, mặt tớ đầy những cái này. Còn á, cái con gấu của tớ chỉ còn những cái này thôi. Trời ạ, à, tớ cũng chưa kịp thử mà. Thôi không sao, nhưng mà cái này hay thật đấy. Thôi đừng buồn mà. Nào bây giờ thì á, hãy lấy cái này đi. Ê này nhá, cậu tự đi mà lấy.